Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS, và trong video này hãy cùng mình đánh giá mẫu máy 5G đang rất là hot thời điểm hiện tại. Có thể nói là một mẫu máy mà văn võ song toàn, đó chính là OnePlus Nord CE 5G. Ok, hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về mặt thiết kế. Thì đúng như ở trong video mở hộp mình đã nói, OnePlus Nord CE 5G là một mẫu máy rất là nhỏ gọn và nó nằm ở trong lòng bàn tay của mình thế này một cách rất là dễ dàng, mặc dù bàn tay của mình là bàn tay nhỏ. Và khi mình sử dụng chiếc máy này trong nhiều giờ đồng hồ liên tục thì mình cũng không có cảm giác là bị mỏi cổ tay. Với lại máy mà nhẹ thì có một ưu điểm, đó là bạn nào hay nằm mà dùng điện thoại, chả may nó có rơi vào mặt thì nó đỡ đau hơn. Đấy là một cái ưu điểm của những chiếc máy mà nhẹ nhàng như thế này. Về phần mặt lưng của chiếc máy thì đây là mặt lưng bóng nhưng mà được phủ một lớp chống bám vân nhẹ, một lớp nhẹ thôi. Nên là khi các bạn sử dụng sẽ cảm giác được là vân tay của chúng ta ít bị bám lại hơn so với những mặt lưng bóng khác. Và tất nhiên nếu bị bám lại thì các bạn chỉ cần một chiếc rẻ như thế này, các bạn lau nhẹ qua thôi là máy của bạn sẽ lại sạch như ban đầu. Đó, lại trà sạch sẽ đẹp, không có bất kỳ một cái vết bám nào hết. Mình cũng sẽ nhắc lại một chút là về vị trí đặt các phím bấm ở trên máy thì mình thấy rằng nó rất là hợp lý. Với một người bàn tay nhỏ như mình thì mình cũng chỉ cần cầm một tay thế này là có thể thao tác được toàn bộ ở trên máy. Mình có thể là sử dụng cạnh bên phải của chúng ta để bật nguồn, cạnh bên trái để tăng giảm âm lượng. Đó nhé, chỉ cần một tay thôi. Và phần vân tay của chúng ta thì nằm ở phía dưới này, mình cũng chỉ cần một tay duy nhất để thao tác được mở khóa màn hình như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là mình quay video cầm thì nó còn hơi gượng tay một chút, còn nếu sử dụng bình thường nó sẽ tiện lợi hơn. Có một điểm mình đặc biệt thích thú đó chính là về âm lượng của loa trên máy. Mặc dù chúng ta không có loa kép, chỉ là loa đơn thôi, nhưng mà loa này âm lượng rất là lớn. Và khi mà mình nghe ở mức âm lượng khoảng tầm 30-50% thì mình cảm thấy là cái tiếng trống, tiếng mid, tiếng treble của nó thì khá là hài hòa với nhau. Nó không theo kiểu là bị quá trội giải nào. Tuy nhiên là khi chúng ta mà lên 100% thì lúc này giải treble nó sẽ có phần hơi chói. Và đây cũng sẽ là cái giải gọi là chiếm phần ưu khi mà chúng ta mắc âm lượng của loa này lên. Nếu như các bạn chỉ có nhu cầu là xem phim hay là xem YouTube một mình thì mình nghĩ là loa của máy là đủ đáp ứng rồi. Phần thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau đánh giá về mặt màn hình. Nói về độ sáng thì đây là màn hình AMOLED nên là độ sáng của nó sẽ cao vượt trội so với IPS. Chính nhờ cái ưu điểm này nên là việc sử dụng chiếc điện thoại này ở ngoài trời nắng hay là kể cả là dưới ánh đèn thì các bạn thấy rằng cũng rất là dễ dàng. Mình đã có thử trải nghiệm trực tiếp nó bằng việc là lên trên tầng thượng của nhà, sau đó ở đó quay phim chụp ảnh thì mọi thứ hiển thị ở trên màn hình mình đều nhìn rất là rõ ràng và dễ nhìn. Sau khi mình đã test khá là kỹ chiếc máy này, từ việc sử dụng thường ngày cho tới việc mình chơi game thì mình thấy rằng cảm ứng ở trên máy rất là chính xác và nó không có độ trễ. Khi các bạn chơi game cũng không bị hiện tượng là trượt lúc mà chúng ta thao tác để tung skin hay là các bạn bắn ở trong PUBG Mobile. Vào thời điểm năm 2021 thì 90Hz ở trên màn hình là một điểm không thể thiếu. Và tất nhiên là OnePlus Nord CE 5G có hỗ trợ các bạn tần số quét cao 90Hz. Cái việc mà sử dụng 90Hz này các bạn sẽ nhận thấy nó sung sướng ngay từ việc chúng ta vuốt chạm ở bên ngoài màn hình, cho tới khi các bạn vào Chrome, các bạn đọc báo, các bạn lên Facebook, các bạn lướt tin. Tất cả những thứ đó đều được hỗ trợ bởi màn hình 90Hz. Có thể là một số bạn đang nói là game bây giờ chưa hỗ trợ nhiều, thì đúng là game bây giờ chưa hỗ trợ nhiều, nhưng mà mình thấy là game thì bây giờ cứ 60fps chúng ta chơi cũng đã khá là ngon rồi. Còn những cái thao tác các bạn làm nhiều hơn mà đa phần mọi người làm, mình, bạn hay là những người khác, thì đó là chúng ta có thể vuốt qua vuốt lại để vào ứng dụng này, chúng ta lướt Facebook này, chúng ta lướt YouTube, chúng ta lên Chrome đọc báo, chúng ta vào Gmail, những cái đó thì mới nhiều người sử dụng hơn cả việc chơi game. Và tất nhiên là tất cả thao tác đó của các bạn chúng ta đều có 90Hz hỗ trợ, rất là mượt mà, trơn tru. Một ưu điểm nữa dành cho màn hình AMOLED đó chính là màu sắc rất là sống động, nên khi các bạn có nhu cầu xem Netflix ở trên chiếc máy này cũng cảm thấy rất là đã. Mình đã có thời gian vừa nghỉ dịch vừa trải nghiệm một vài bộ phim ở trên Netflix và chiếc máy này làm cho mình cảm thấy hài lòng. Những cái khu vực màu sắc mà chúng ta cần chuyển từ sáng sang tối thì màn AMOLED nó cho cảm giác tốt hơn, cũng như là màu đen sâu ở trên màn hình này thì khi xem phim các bạn sẽ cảm giác rất là chân thật. Và trải nghiệm thị giác cuối cùng mình muốn chia sẻ ở trong phần màn hình này đó chính là về cái nốt ruồi của chúng ta, nó có ảnh hưởng gì trong quá trình sử dụng không? Thì mình thấy rằng là trong quá trình chụp ảnh của mình không ảnh hưởng này, quay phim không ảnh hưởng, xem phim ở trên Netflix thì cũng không ảnh hưởng luôn. Bởi vì có khá là ít bộ phim mà nó tràn ra toàn màn hình của mình, đa phần là nó chỉ dừng lại ở đúng cái nốt ruồi của chúng ta, nên là các bạn khi xem sẽ không bị ảnh hưởng. Còn trong trường hợp mà các bạn zoom lên toàn màn hình để chúng ta xem full màn luôn thì các bạn sẽ thấy rằng là nốt ruồi nó hơi che mất một chút ở phía góc dưới màn hình. Mà các bạn biết mà, xu hướng của mắt con người rất ít khi nhìn xuống phần dưới này, đa phần chúng ta nhìn vào giữa hoặc là chúng ta nhìn sang hai phần hai bên, nên là các bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi nốt ruồi nằm ở bên góc trái. Rồi, ok, anh em yên tâm nhá. Phần thứ ba, hiệu năng. Thì ở trên chiếc máy này là được trang bị con chip đầu 7, cụ thể là 750G, nên là chúng ta sẽ khá là khó để tránh khỏi một vài cái trễ nhẹ khi sử dụng.
Và đối với mình khi mà trải nghiệm chiếc máy này thì cái ứng dụng mà khiến cho mình cảm thấy nó có trễ nhất là ứng dụng camera. Còn lại những ứng dụng khác của chúng ta thì nó đều khá là mượt mà và trơn tru. Đồng thời là mình thấy dung lượng RAM lớn ở trên chiếc máy này là một ưu điểm, khi mà nó giúp cho mình có thể đa nhiệm được rất là nhiều app và mình không có khái niệm để lốt lại app một lần nào cả. Rồi là việc sử dụng đa nhiệm với RAM lớn như vậy cũng cho phép các bạn sử dụng chiếc máy này trong thời gian dài hơn. Bởi vì khi ứng dụng mà nâng cấp lên nó sẽ chiếm bộ nhớ RAM cao hơn. Máy bạn mà không đủ bộ nhớ RAM thì bạn sẽ bị out và không dùng ứng dụng đó được. Một điểm cộng dành cho OxygenOS đó chính là khả năng quản lý đa nhiệm của nó. Mình rất là thích cái khả năng quản lý đa nhiệm này ở trên iPhone. Và tất nhiên là khi mình trải nghiệm chiếc OnePlus này mình cũng đã tìm lại được nó. Đó chính là các bạn chỉ cần mở app ra và để cho nó chạy ngầm thoải mái ở phía dưới. Các bạn không cần phải tắt nó đi làm gì cả, máy vẫn trơn tru mượt mà. Trong khi đó có một số điện thoại, anh em cứ để ý xem, dùng Android là hay có thói quen phải tắt đa nhiệm đúng không? Nhưng mà trên OnePlus Nord CE 5G mình không cần tắt đa nhiệm. Đó, vẫn rất là trơn tru mượt mà khi mình vuốt đa nhiệm như thế này. Và cái điểm này làm cho mình rất thích, bởi vì dùng mà cứ phải lo tắt đa nhiệm thì có lẽ đó không phải là cái gu của mình. Đánh giá về mặt chơi game thì mình sẽ test trên 3 tựa game. Thứ nhất là Liên Quân Mobile, thứ hai là PUBG Mobile và thứ ba là tựa game tốc chiến. Riêng với tựa game PUBG Mobile mình sẽ chia làm 2 phần, đó chính là test ở mức 30 FPS và mức 40 FPS. Tất nhiên là mức 30 sẽ là đồ họa HD và mức 40 thì sẽ là đồ họa mượt. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi vào thông số. Thì với lại tựa game Liên Quân Mobile, mình đã set tất cả mọi thứ ở mức tối đa cấu hình. Và khi mình chơi thì mình thấy rằng FPS của mình duy trì ở mức 59-60 rất là đều đặn và không hề bị drop sâu. Chỉ có rất là ít những cái phần bị tụt khung hình. Và như vậy thì mình thấy rằng máy đang duy trì cực kỳ ổn định hiệu năng trong tựa game này. Tiếp theo là với PUBG Mobile thì ở mức cấu hình 30 FPS, mình đã có FPS trung bình là 29. Như vậy là máy cũng cực kỳ ổn định ở trong cái mức setting này. Còn nếu như mà chúng ta chơi ở mức FPS 40 thì các bạn sẽ có FPS trung bình là 39, tức là gần như tối đa luôn. Và đến cái lúc này rồi thì mình thấy rằng là hai tựa game đầu của chúng ta đều rất là ngon đúng không? Cái nào cũng đều chơi ổn định ở mức 59-60, không thì cũng 29-30. Và trong quá trình trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng đúng là máy chơi rất là mượt, nó không bị khựng. Cái việc di tâm của chúng ta hay đánh skill ở trong game rất là dễ dàng. Đến với lại tựa game tốc chiến thì hơi tiếc một chút là mình không kích cho máy lên thành 90 FPS để chơi tối đa được cái màn hình này. Mình chỉ chơi được ở 60 thôi. Và chiếc máy này nó cũng không làm cho mình thất vọng khi mà đối với game tốc chiến chúng ta sẽ có FPS trung bình là cũng 59-60. Đó, cứ đều đặn như vậy đến tận cuối game. Và với cả 3 tựa game này thì mình thấy rằng là 3 tựa game rất là nhiều bạn chơi rồi. Nên là chiếc máy này nếu như bạn nào định mua về để chiến game thì ok, nó cũng rất là ngon và đáp ứng được. Về nhiệt năng thì đây cũng là một điểm đáng khen ở trên chiếc máy, bởi vì sau khi mình test liên tục 3 tựa game của chúng ta không cho máy nghỉ, độ sáng màn hình của mình để ở mức độ tự động và mình dùng wifi thì mình thấy rằng mặt lưng của máy nó chỉ ấm lên thôi, mình vẫn có thể cầm trực tiếp vào mặt lưng được mà không cảm giác khó chịu. Nên là các bạn nào mà muốn chơi game liên tục với máy thì ok, nó cũng có thể đáp ứng được. Có một tính năng rất hay gọi là game tức thì. Các bạn vào trong phần game, chúng ta sẽ có ngay trò chơi tức thì. Đấy, bắt đầu nha. Ở trong này có rất là nhiều tựa game kiểu chơi luôn, game văn phòng thì các bạn chơi ấy rất là vui và thú vị. Này, ví dụ như tựa game này chẳng hạn, Super Snip Online, không cần tải về luôn, các bạn có thể chơi trực tiếp ở trên máy. Tap to start. Đó, các bạn thấy không, chơi trực tiếp bắn này. Ghê không? Quá là đã luôn. Và trên này có cực kỳ nhiều tựa game khác nhá, chứ không phải chỉ mình có một tựa game này đâu. Đây, mình sẽ exit cho các bạn xem. Ví dụ game này đi, play này. Chúng ta chỉ cần đơn giản là bấm play, sau đó tải game kiểu game flash ngày xưa ấy, nó vào nhanh chóng và mình thấy là cái này giúp giải trí rất là tốt. Các bạn không cần phải lo tải game về, chỉ việc chơi thôi. Cái gì đây? Ok, rất là nhiều hướng dẫn. Thì đây là cái gọi là trò chơi tức thì. Nếu như bạn nào mà có chiếc máy này thì đừng quên là chúng ta vào để chơi thử nhá. Phần thứ tư, đánh giá về camera. Thì đối với lại cam selfie của chúng ta, mình đã đánh giá ngay ở trong video mở hộp. Nếu như mà bạn nào chưa xem, bạn có thể quay trở lại video đó. Còn ở trong video này thì mình sẽ tập trung để đánh giá về camera sau của chúng ta, tức là cụm 3 camera bao gồm một camera chính 64 megapixel, một camera siêu rộng 8 megapixel và một camera đo chiều sâu 2 megapixel. Việc loại bỏ đi camera macro trong quá trình sử dụng của mình thấy hoàn toàn bình thường mà không có bất kỳ một cái điểm bất tiện nào cả. Xét trong điều kiện đủ sáng, kể cả camera chính hay là camera góc siêu rộng đều có tốc độ lấy nét và chụp rất nhanh, bấm là ăn. Nói về khả năng tái tạo HDR thì đối với lại camera chính, khi chụp bức ảnh này mình chụp hoàn toàn ngược với mặt trời nhưng các chi tiết vùng tối, vùng sáng đều được giữ rất là tốt, ngoại trừ phần mặt trời bị lem sáng và có hiện tượng flare do ống kính gây ra. Điều tương tự xảy ra ở trên camera góc siêu rộng. Có thể thấy là màu sắc và cân bằng trắng ở trên camera thường và camera góc siêu rộng được Nord CE 5G tái tạo rất giống nhau. Chúng ta chỉ có thể nhận ra được là do camera nào chụp nếu như so sánh về góc độ. Tuy nhiên đây là trong điều kiện đủ sáng, còn nếu như là điều kiện thiếu sáng thì camera góc rộng lại tỏ ra thua thiệt về khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết.
Thêm một cảnh mây trời cùng nhà cửa với camera chính thì phần nhà cửa được tái tạo có độ chi tiết tốt, mây trời chưa thực sự nổi khối nhưng phần chuyển sắc trông khá mượt. Khi zoom lên phía tòa nhà đỏ xanh ở phía xa, dù là độ chi tiết giảm nhưng vẫn nhìn được quần áo phơi ở ngoài ban công hay là những ô ngói của nhà bên cạnh. Màu sắc ở trong ảnh này được tái tạo theo xu hướng chân thật. Cũng ở cảnh này nhưng đổi qua camera góc rộng, chúng ta sẽ thấy bầu trời rộng lớn với nhiều mây hơn, màu xanh của bầu trời được tái tạo lại khá giống những gì mắt mình nhìn được. Thêm một vài tấm ảnh đủ sáng nữa nhé. Nói chung là trong điều kiện này thì chi tiết lên tốt, màu sắc chân thực giống như mắt người nhìn thấy. Trời đã bắt đầu ngả tối hơn và mình thử chụp ngược sáng với chế độ 2x. Màu trời và mây đều được giữ lại tốt, bức ảnh này tông màu hơi tối, khá là hợp với tâm trạng của mình lúc đó và có lẽ đây là một sự trùng hợp. Khi vào điều kiện chụp tối thì camera sẽ lấy nét chậm hơn và bạn cần giữ chắc tay một chút khi chụp. Nếu như có ánh đèn điện hỗ trợ thì bức ảnh của bạn vẫn ở mức chấp nhận được mặc dù đã có hiện tượng bệt. Còn với những lúc này, bạn hãy đánh thêm một chút đèn để có bức ảnh như mình nhá. Chỉ cần đánh ánh sáng nhẹ từ flash của một chiếc điện thoại là đủ. Mình đã thử chụp trong điều kiện này bằng cả chế độ tự động và chế độ đêm. Bức ảnh chụp bằng chế độ đêm có độ sáng và độ chi tiết tốt hơn hẳn. Thời gian giữ điện thoại cũng chỉ lâu hơn một chút so với chế độ tự động. Lưu ý là khi bạn chụp thiếu sáng thì ở chế độ tự động máy cũng sẽ cần khoảng 0,5 giây cho việc chụp nhá. Vì vậy là trong trường hợp này thì mình khuyên các bạn chúng ta nên dùng chế độ chụp đêm luôn để có chất lượng tốt. Và mình hoàn toàn có thể dùng tay để giữ máy được trong quá trình chụp đêm này, không cần phải dùng tới tripod, ảnh vẫn không bị rung. Cũng ở trong chế độ chụp đêm thì mình đã thử chụp bằng cam chính và camera góc siêu rộng thì mình thấy rằng ảnh ở trên camera siêu rộng nó khá là bệt và có lẽ là cần khu vực nhiều ánh sáng hơn. Cuối cùng là đến với chế độ chân dung, việc chụp khá là dễ, máy chỉ cần nhận được khuôn mặt là sẽ bắt đầu chụp. Phần da được tái tạo lại tự nhiên, chân thực. Trong ảnh này thì bạn nam được tái tạo với làn da rất là khỏe khoắn, có chút phong trần. Zoom kỹ lên phần tóc thì sẽ có lẹm nhẹ ở phần tóc tơ, nhưng mà tổng quan thì thuật toán xóa phông khá là chính xác, trừ phần tóc ra thì không có bất kỳ phần nào bị lẹm. Chiều sâu của bức ảnh cũng được tái tạo chính xác, ở gần thì rõ, càng xa những tòa nhà thì càng mờ. Cuối cùng ở trong video sẽ là đánh giá của mình về pin. Thì thời điểm gần đây mình sử dụng các chiếc máy flagship và mỗi một máy đó nó chỉ trung bình on screen được khoảng tầm 5 tiếng tới 6 tiếng. Nên là khi mình dùng chiếc máy này, mình thấy rằng thời lượng sử dụng pin của nó làm cho mình cực kỳ hài lòng. Với 8 tiếng on screen khi mà mình chơi ít game. Tức là ngày hôm đó mình chơi game khoảng tầm 20 phút, còn lại là mình sử dụng tác vụ thông thường. Facebook, Messenger, nhắn tin, check mail, tué lên nhoe lên. Xem YouTube cũng rất là nhiều nha. Thế mà máy của mình trụ được hơn 8 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết pin. Thì mình thấy rằng đó là một điều rất tuyệt vời với một chiếc máy mỏng nhẹ như thế này. Còn nếu như mà các bạn chơi game nhiều hơn mình, gọi là sử dụng hỗn hợp, thì mình thấy là máy sẽ trụ on screen được khoảng tầm 7 tiếng đồng hồ. Và tin mình đi là với 7 tiếng đó đủ cho các bạn một ngày từ sáng đến tối, đi về đến nhà đi ngủ luôn mới phải sạc pin cho máy. Trong trường hợp ngày hôm đó các bạn vui quá, chúng ta chơi game quá nhiều hay là xem phim quá nhiều làm cho máy bị hết pin, mà các bạn đang có một cuộc họp gấp, thì chúng ta sẽ có ngay công nghệ sạc nhanh 30W để sạc cho máy. Với 30 phút sạc pin ở trên chiếc máy này, chúng ta sẽ đầy được khoảng tầm là 65-70% tùy vào từng điều kiện. Còn để sạc đầy pin cho máy thì mình thấy rằng sẽ mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Như vậy là cũng khá là nhanh với viên pin 4500mAh đúng không? Và rồi, đến đây thì các bạn thấy sao về chiếc OnePlus Nord CE 5G mình vừa mới chia sẻ ở trong video? Với những thông số này đã đủ làm cho anh em xuống tiền để mua chiếc máy này hay chưa? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.